Rồi, xin chào tất cả quý chú bác, anh chị em bạn bè gần xa mình. Chào tất cả các bạn đang bên câu cá ha. Thì lời nói đầu tiên em xin chúc tất cả các quý anh em chú bác mình nhiều sức khỏe, may mắn và thành công ha. Kiếm được nhiều tiền. Dư giả mua đồ cầu ủng hộ shop ha. Đó thì hôm nay em sẽ gửi đến quý anh em mình là một video gồm 27 mã hàng, có ba con máy nha. Ba con máy, nói chung ba con máy này cũ rồi. Em sẽ bán giá thanh lý luôn, anh em nào chơi thì chơi ha. Đó, và 24 cái mã cần thế này, cần mới nha. Đó, tất cả hàng bán đều là hàng Nhật Bản đã qua sử dụng hết. Thì quý anh em mình vui lòng chốt đơn á, thì chốt qua số điện thoại hoặc Zalo của em là 0919 192035, em tên Nghiệp nha, chỉ chốt đơn trên Zalo số điện thoại thôi, không chốt đơn trên bình luận YouTube, mong quý anh em thông cảm giúp dùm em. Đó, về việc ship hàng thì tất cả đơn hàng bây giờ đồng giá là 30.000 cho một sản phẩm hết, đó là phí ship nha, phí ship có 30.000 thôi. Không còn không hơn không kém nha. Đó, khi anh em sẽ hỗ trợ thêm là anh em mình chuyển khoản trước sẽ được bao ship, hoặc là anh em mua hai đơn trở lên cũng sẽ được bao ship. Đó là phần hỗ trợ riêng. Còn về hàng hóa thì hàng đóng gói, ống nước, cẩn thận tới tay anh em mình, kiểm tra đúng hàng, hàng không lỗi lầm, hàng đúng như cam kết ban đầu em đã thông báo. Anh em thanh toán cho shipper là xong. Rồi, không có vấn ngại gì hết ha. Còn anh em nào trước giờ mua hàng bên nào đủ tin tưởng thì cứ chuyển khoản trước giùm sẽ được bao ship. Còn quá trình vận chuyển hàng bị hư hỏng này nọ rồi đó, không mất một đồng nào hết, không phải lo về chuyện đó ha. Trở lại vấn đề như thế này. Hàng hóa ở đây ha. Đó, toàn bộ là hàng Nhật Bản đã qua sử dụng hết. Thì anh em lưu ý nha. Thì anh em nào thì ví dụ chốt đơn anh em mà đi công tác gấp hoặc là như thế nào á, anh em nhận trong khoảng thời gian ví dụ 3 ngày nữa anh em đi công tác, thì anh em báo với em nếu mà em liệu được, em gửi kịp thì em sẽ ship cho anh em mình, còn không kịp thì thôi đừng, em sẽ không ship, không chốt đơn. Nhiều khi hàng gửi đi về nó ảnh hưởng nhiều cái lắm nha, tội nghiệp em lắm ha. Đó, anh em mình ví dụ có đi công tác hoặc là nhận không được, người nhà nhận được thì không sao. Có ví dụ anh em không có người nhà nhận được, anh em đi công tác xa không nhận hàng được thì thông báo với em. Nếu khi hàng em đóng gói em ship cẩn thận tới tay anh em mình, cái điện thoại thông báo là khách đi đây đi nọ không nhận hàng nữa, nghe mình buồn ghê luôn, nó bị sốc tâm lý. Thì đó là anh em nào mà ấy thì thông cảm giúp giùm em ha, báo trước giùm em. Ví dụ còn 3 ngày 5 ngày nữa, nếu em cam kết hàng tới kịp trước thời gian đó em gửi, hàng chưa tới trong khoảng thời gian đó anh em không nhận hàng, em không nói gì hết ha. Còn anh em cứ mim không tội nghiệp lắm ha. Rồi trở lại vấn đề như thế này, hàng quá đây. Con máy đầu tiên gửi đến em mình, con máy Daiwa Gigan nha nè. Nói chung con này em sale giá từ 700.000 em sale xuống còn 400 luôn nè, cho anh em mình chơi luôn ha. Daiwa Gigan 3.500, sale 3.500 S nha. Con này xài ABS luôn nè. Đó, con Daiwa là made in Thái Lan, sản xuất tại Thái Lan. Mấy con này anh em về anh em câu nó khỏe cực kỳ luôn á. Mấy con này về anh em câu xong vẫn được, con máy rất là khỏe. Có kim loại nè, bộ pin sống, con máy là không lỗi lầm gì hết. Cước số 4 200m, cước số 5 150m nha. Nói chung là thân có xây sát nhưng mà vẫn rất ok nha anh em. Đó, đang qua Gigan. Có dòng này về anh em coi bạc đạn, nó có những cái bạc đạn giữa luôn á. Đó, ta trái phải được hết nha, con máy rất là mượt. Đặc biệt con này về anh em mà lưu gần, hoặc là anh em quấn nhái sống, hoặc là anh em câu quấn lục đồ cần nữa. Con này câu lăn xê rồi, con này khỏe lắm nha anh em. Nó rất mượt nha. Đó, con này số 1 cặp sale giá cuối cùng là còn 400.000 nha anh em. Nó còn mấy con à, bán hết cho rồi. Đó, 700 luôn á, mình sale xuống còn 400 thì bên em thì trước giờ vậy không quan tâm lời lỗ bao nhiêu nha. Em cứ bán giá để anh em nào thích thì mua ha. Anh em đang cần con 3.500 này thì mua 400.000, con số 1. Tiếp theo con máy số 2 cũng vậy, đó con máy Shimano Teamwear. Công ty Winpower, con này như 8.000 lận nè, 6.000. Shimano Team Winpower 6.000 XT. Đó, hàng made in Japan nha anh em. Đó, Teamwear nè. Con này nó bị mất bên một cái nắp đậy bên đây nè, mất một cái nắp đậy ha. Còn lại chức năng thì mình hầu như là không có lỗi lầm gì hết. Ở dưới cái chỗ này nè, cái cối mình nó quay nó không còn nghe tiếng reng nha em, không biết nó bị gì nha. Đó, còn mua pin thì vẫn xài bình thường, mua pin sống đây. Đổi tay trái phải được hết nha. Tin Power 6.000 da băng. Nó két két là gió này nè. Về anh em dầu mở vệ sinh là Tin Power là con máy cao cấp con Shimano nha. Con này đời bao nhiêu thì em không biết. Đó, cái cối thì nó có bị cái lòng trong này nè, bị muối ăn nha. Còn cái viền cối còn rất đẹp, cái viền cối nó không có bị ăn, con lăn cũng vẫn còn ok nha, không có mẻ không có sức gì hết. Đổi tay trái phải đó, con này cũng là con máy tồn nè. Nó bán giá cuối luôn, mã số 2 bán giá 1 triệu luôn nha nè. Mã số 2 giá 1 triệu, anh em nào về anh em tháo ra nên lấy phụ kiện, anh em thay thế anh em bán cũng lời gấp đôi nữa ha. Đây, dòng máy này nè, trên Power máy cao cấp nha, mã số 2 giá 1 triệu. Tiếp theo mã số 3, đây con máy mã số 3 nha nè. Máy size 20.000 nha. Con này còn đai qua SS 20.000 là BS. Đó, con máy size siêu to khổng lồ nha nè.
máy to chà bá luôn, size 20.000, full carbon, toàn thân carbon hết, cho anh em mình quýnh bao lực nè, đặc biệt anh em quýnh biển rồi, quýnh biển quýnh hạng nặng đâu á, săn cá ngừ đồ luôn ha, quýnh con này nè, nó size 20.000 nha anh em, tay to chà bá, hàng made in Japan luôn, tem mát đầy đủ, con máy còn rất là đẹp, 2,5 triệu sale xuống còn 1,8 triệu luôn nha anh em. Nó có bắt super gì nè, chỉnh tùm lum hết trơn nè, nó nhóc nút luôn. Thì anh em về nghiên cứu thêm nha, con này tất cả chức năng em test rồi, bao lỗi lầm hết nha nè. Và con này là mô bin sống nha, đổi tay trái phải được hết, con máy hoàn thiện không lỗi lầm, rất là đẹp nha. Con này mã số 3, giá 2,5 triệu em sale thẳng số còn 1,8 triệu luôn nha. Anh em nào mua chơi sưu tầm thì con này sẽ 20.000, hoặc là anh em dùng biển rồi đó, con biển bạo lực cảo đái, có tra cái dồ đếm rồi các khủng rồi đó, lấy con này nha, sale 20.000, sale thẳng số 1,8 triệu rẻ bèo nhèo cho anh em mình chơi luôn. Rồi chuyển qua cần nha nè, đây cái cần này là cái cần còn luôn cái bao cần, cái cần lua mới đứng nha, còn luôn bao cần, còn lua mới đứng 2 khúc đó. Cây này thì do cái cán bần, nhưng mà cái bộ nhật nó phủ cái keo trên đây này nha nè, nha nó phủ keo để nó khỏi dơ cán bần nè, đó mấy nhật nó làm sẵn nha nè. Đây bắt máy rồi chút, này là khoen hãng, bắt máy hãng nha nè. Cây này hàng của China, made in China, sản xuất tại China nè, made in China có mã code này ha, made in China, xuất và xuất thị trường Nhật cho anh em hàng carbon. Cây này dài 1m8, nó lua từ 1/16 đến 1/8 OZ nha, 1/4 OZ nè, 1/16, size L nha anh em, size L, 2 khúc hàng carbon, khoen hãng, bắt máy hãng nha anh em, cần còn rất là mới. Có luôn bao cần ha, thì cái chỗ này thì nó phủ keo lên cán bần nè đó, 2 khúc nha, giá rẻ cho nên mình chơi hàng gạch con, made in China, tự tin mà chơi cho anh em. Cân nặng 113 g, made in China, chỉ sợ hàng tàu cửa chơi nổi thôi, còn made in China xuất nhập tự tin mà chơi. Cây này ngọn nó 1 ly 6, cây này mã số 4 mình bán giá là 500 nha anh em. Tiếp tục lên cho anh em mình cái cần máy ngang nha anh em, cây này cần độ nha, cần máy ngang gốc trúc nhật nè. Đó, nhìn em chú bác nào mà thích sưu tầm gốc trúc nhật thì lấy cái này nha. Đó, nó tháp cái gốc trúc nhật vô nè, bắt máy Fuji thêm vàng. Cây này lưu ý nha anh em, liền 1 khúc máy ngang nha nè, cần máy ngang liền 1 khúc. Và cây này nè, cái phôi cũng là phôi độ luôn nha nè, nói chung là tất cả cái cần là cần độ hết, không phải cần hãng nha. Gốc trúc nhật, bắt máy Fuji thêm vàng. Đó, cái phôi là phôi độ nha, nó cái phôi mà quấn chỉ im tiếng nè, chỉ có mấy nhật nó mới rảnh như thế này thôi. Độ phôi, mấy cái phôi rất là tốt nha nè, cái phôi này là dẻo cực kỳ luôn á. Cần máy ngang liền 1 khúc, phen này phen full sức hết nha. Đây quấn chỉ tới đầu ngọn hết trơn nè, đầu full sức môi chống sắn luôn nè, tất cả con xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, cái phen full sức nha nè, liền 1 khúc. Và cây này nó dài 1m7 nha nè, 1m75, cây này nó dài 1m75, liền 1 khúc máy ngang nha nè. Nó cây này nếu so với cần lua thì nó tầm sai có M L nha. Nó liền 1 khúc như thế này, cần máy ngang nha, cần độ của Nhật, cần thủ công. Cân nặng của nó là 235 g, ngọn của nó là 2 ly 1. Rồi cây này mã số 5 em bán giá 700 nha, giá 700.000 mã số 5, chưa bằng cái bộ khoen nữa. Anh em mua bộ phan xích mấy ngàn thì bây giờ có 800-900 rồi, mà bán cây nó 700.000 thôi. Thì anh em nào đang có nhã hứng thì quốc nha. Rồi tiếp tục lên cho anh em mình một cái cần ISO phan nhỏ nha anh em. Cây này là cần Shimano, Shimano, cái gốc nó nhỏ người ta cái em đó nè, gốc rất là nhỏ nha. Đây tem xuất Nhật, ISO Shimano mới chát, bắt máy Fuji, đọt 2 và 4m5 nha anh em. Nó ISO Holiday ISO là HG, hàng Indonesia, sản xuất tại Indo xuất Nhật nha. Đó, nắp chụp Fuji, fan Fuji, nói chung cây là nguyên zin nguyên bản và rất là mới nha nè, không có vết chày nhẹ chỗ này nè, ngoài da thôi nè. Đó, phôi rất là mới, nói chung phôi mới lắm, cái cần cũng vậy, mới lắm, mới bóc mà. Còn rất mới, hàng nguyên zin nguyên bản luôn nha. Cái phôi thì nó tiếp thì à, đọt 2 và 4m5, cân nặng của nó là có 160 g thôi nha nè. Đó, cây này ngọn 1 ly 2. Rồi cây này thì mã số 6 em bán giá là 900.000 nha, cần đẹp cực kỳ luôn, còn mới chát, cái lóng góc rồi, để em đo lóng góc cho anh em mình luôn ha.
Gốc này chắc mười mấy thôi. Gốc của nó là 17. Số 6. Rồi tiếp tục lên cho em mình có cần tay nha, có cần tay lóng dài. Đó, cây này không có nắp chụp đầu nha nè, cái nút nào mất tiêu rồi. Đó, cây này hàng hãng của Alpha King nè, tem này tem nội địa Nhật nha nè. Hàng thì Made in Korea, sản xuất Korea và xuất thị trường Nhật và lưu hành thị trường Nhật nha nè. Hãng của Alpha King, tem nội địa ở đây. Cây này là full HD luôn nè, đúng là full HD đẹp luôn. Đó. Cần phôi đẹp cực kỳ, mới chát à. Full HD 4,5 cứng đều nha nè, cứng đều tầm 3H 3,5 nha. Cần đẹp nguyên xi nguyên zin của nó nè. Tất cả đầu lóng đẹp hết, không có lỗi lầm, không có xước hết nha nè. Cần nguyên xi nguyên bản luôn. Phôi rất là mới nha. Đây, cái cần Nhật nói chung là gần như là chưa sử dụng, đẹp quá trời đẹp luôn. Mới chát, ngọn lông phụng. Cứng đều 4,5 cũng đều 3H 3,5, cân nặng 148 g, ngọn của nó 1 ly. Cây này mã số 7 em bán giá 900 nha em, mã số 7 với 900. Rồi tiếp tục lên cho em một cái cần rút mini nha em, một cái cần rút mini hàng carbon nha. Cây này thu gọn 40 cm, hàng carbon bắt máy Fuji, fan Fuji nha, rất là mới. Trong cây này còn mới lắm. Cây này hàng hãng của ông Fuji nè, hàng này hãng cũng của China xuất Nhật nha em. Sinh D 2m1 và dài 2m1 là cây cứng tầm khoảng 20. Fan Fuji đá xám. Phôi thì rất là mới luôn. Phôi mới đẹp lắm. Em thấy chưa? Cứng tầm khoảng 20 nha em. Thu gọn 40 cm, dài 2m1, rút mini. Rồi cây này cân nặng của nó là 120 g. Ngọn của nó là 1 ly 6, 1 ly 8. Cây này mã số 6 và bán giá là 600.000 nha nè. Rồi tiếp tục lên cho em mình một cái cần quá trời đẹp nha. Cây này có bao cần nè, chính hãng của nó luôn nè. Đó, cái cần thì đẹp nhất nắp luôn rồi. Đó, chắc là một số anh em cũng dành nhau mua cây này. Đó, đẹp nhất nắp luôn. Đôi phôi sạch. Cây hàng nạp tê nha nè, bắt máy Fuji tem vàng da băng. Đẹp xuất sắc, cứng 40, dài 4, cứng 80 và 4m2 nha. Hàng nạp tê bầu lớp nè. Mấy cây này thì giá trị sưu tầm cực cao, anh em về chơi thôi, để vài ba năm nữa anh em bán dám lời, không lỗ chơi, mà anh em đừng có để cho nó xước nhiều quá này. Sưu tầm mình nó bán lời luôn. Nó khoen được cây Fuji biển như nè, tất cả khoen đẹp hết, không có cái nào nước chân khoen hết nha. Cây này thì khoen đẹp, định vị lóng nè, nó định vị lóng, định vị khoen này đủ hết. Phôi được phôi sáng bù lớp hai da nha nè. Nó mấy dòng cần này thì bây giờ nó đâu có còn sản xuất nữa đâu, còn những dòng cần nó còn đẹp thế này thì anh em để càng lâu giá nó càng cao thôi. Cũng không có đó, chơi câu cũng đẹp nha, sưu tầm cũng đẹp. Mấy cây này mà đưa lên cái kệ giá cần mình nó nâng chơi giá cần liền. Đó, mấy cây này giá bên Nhật nó cao chót vót luôn. Nó phôi vẫn là cái ngọn sáng bầu lớp tới da, hai da tới ngọn rồi nè. Cần nguyên xi nguyên bản của nó ha, cứng 84,2. Đó, cần đẹp da kêu luôn. Nó lâu mới được cây đẹp vậy nha nè. Cân nặng của nó là 520 g, ngọn của nó là 2 ly 6. Rồi cây này thì mã số 9, giá của nó là 2,9 triệu nha nè, mã số 9 giá 2,9 triệu. Nó có tầm giá này thì nói chung là bình dân, 2,9 triệu so với giá trị cây này thì nó quá bình thường. Rồi tiếp tục em lên cho anh em mình một cái cần Hechi dây trong nha nè. Cây này có cái bao cần zin của nó nè, cây này hai khúc đẹp quá trời luôn. Hechi nha nè, dòng cần Hechi hai khúc dây trong nha, bắt máy Fuji đời cao đây nè. Cây này cũng hàng đời cao nha nè, hãng của thằng Suzumi Special bán đặc biệt luôn nè. Cứng 15 và 1m8 nha nè, tem xuất Nhật đây. Đó, ngọn nè, ngọn giả trúc nè, ngọn carbon giả trúc nha, màu vàng luôn. Cây này đẹp lắm, hai khúc 1m8 nha nè, dây trong. Đó, cây này có bao và nó có còn quả công cáp nha nè. Nè, nó có cổng cáp luôn, dây sẵn đi theo luôn này ha. Cổng cáp này bán 200.000 ấy, không giỡn đâu. Giờ bán 200 cũng có người mua cổng cáp để mình xỏ về trong á, chuyên xỏ về trong nha. Cây này thì đó, nó có bao cần đầy đủ hết. Đẹp lắm. Cân nặng của nó là 129 g. Ngọn của nó 2 ly 1. Nè, đồ Google luôn nè. Do cần đẹp lắm. Rồi, cây này thì mã số 10 em bán giá 600.
Rồi tiếp tục lên cho anh em mình ISO nha anh em, ISO vẫn nhỏ nha. Cây này 6m3 mà cái lóng này nè. Nó gõ con ta cái à mà thấy chưa? Lóng gốc là cái chu cần nè. Nó chu cần đầy uy tín luôn ha. Bắt máy Fuji Gold. Bằng đồng nha, bắt máy là bằng đồng hay là đồng thau ấy. Đồng á. Bắt máy Fuji. Vàng. Cây này nọc 1 chạy 6m3 cho anh em, ISO vẫn nhỏ nha. Đó, tem nội địa Nhật nè, to chà bá luôn. Cây này hàng Olympic. Ồ, cái phone này về thì tha hồ mà quấn. Phone nội địa mà đời cái dòng này nè, CR này nè, tha hồ mà đánh ha. Đó, fan Fuji. Phone còn rất đẹp. Ồ, cây này đời cổ, đời cũ, đời cổ mà. Phone đẹp quá. Em thấy không? Phone bóng hới nha. Cây này về hạ tay quấn cũng sướng lắm, nhưng mà quấn cảm giác như nè. Tại vì cây này nó đọc có số 1 mà. Thì anh em hạ tay đến tầm khoảng 2,5-3H thôi. Quấn cảm giác luôn á. Gãy không bao giờ gãy cái phone này, em đảm bảo cho anh em, nếu mà anh em câu anh em dòng cá là không bao giờ gãy nổi cái phone này. Quấn cảm giác tịch ngồi luôn. Đó, ngọn lông phụng đàng hoàng. Cần còn rất đẹp cho anh em, phone rất đẹp, cái góc nhỏ xíu à, cái góc tay cái mà nhỏ hơn nữa nè. Rồi cây này cân nặng của nó là có 213g thôi. Ngọn 0.6, 0.8. Góc của nó là 20 đúng luôn. Đó, cây này mã số 11, em bán giá là 800 nha nè. Số 11 800. Rồi tiếp tục lên cho anh em một cái cần hai khúc nha, hai khúc cắm lỡ này nữa chưa. Đó, cây này cũng vậy anh em, dùng miền biển nè, Nha Trang, Phú Yên, Khánh Hòa, các anh em đi ghe đi thuyền nữa quýnh biển bao lực lấy cây này nha. Cây này hàng con Shimano nè, 120 dặm mét rưỡi, hàng của nó là hàng Korea, sản xuất Korea xuất Nhật nha. Đó, mấy chỗ này dính dơ thôi, về anh em chịu khó anh em rửa là lại sạch chỗ này nha anh em. Em bán giá thanh lý luôn, quen là fan Fuji, hàng Shimano chính hãng, bắt máy Fuji nè. Đó, tất cả được fan Fuji hết. Cái này Shimano. Nha, anh em nào chuyên biển ha, cứng 120 dẹp rưỡi hai khúc. Là như thế này. Giá rẻ tuột quần cho anh em mình chơi luôn. Cân nặng là 247g. Ngọn của nó 2 ly 2. Rồi, cây này thì mã số 12 bán giá 800.000. Giá tuột cái quần, tiếp tục lên cho anh em mình là một cái ISO fan lớn nha anh em. Nè, cái này ISO fan lớn Shimano. Cái nút đít nó bị thay rồi nha anh em. Nè. Gắn nút đít khác vô này nữa chưa? Bắt máy Fuji. Cái này hàng Shimano Holiday ISO XT nha. Holiday XT. Đọt 3 dài 5m3 ISO fan lớn nha. Cây này hàng made in Indonesia, sản xuất tại Indonesia, và xuất thị trường Nhật nha, thêm xuất Nhật đây. Nè, nói chung là cái cây này nó có xước nhiều. Là có xước lông mèo, lông chuột này nữa chưa? Nó chỉ ngoài da thôi, lông góc cũng vậy nè. Mấy anh em nhìn kỹ nữa ha. Đó, nó xước lông mèo lông chuột rất là nhiều. Thì cây này anh em muốn đẹp thì về anh em cứ mua chai mà sơn màu bạc, anh em về anh em tút lại nha anh em. Đó, cái này thì chỉ ngoài da thôi. Nè, mặt trên này đẹp nè, thấy chưa? Đó, cái này là do nó để một mặt nè. Mặt trên đẹp nè, còn mặt dưới này để chạy nhiều nè. Đó, cái này nó để lên cho nó kéo dữ lắm mới giữ giờ vậy nè. Thì anh em muốn đẹp thì về anh em mới mua cái chai xịt sơn màu bạc anh em xịt lại nha. Còn là trên đây nó đẹp lại nè. Nó lên trên này ít xước lại, nó vẫn có xước lâm tâm nè, mà nó ít lại, nó không đến nổi nha. Thì cây này em bán giá rất là rẻ, bán phần nửa giá nha anh em. Đây, ngọn gặp con xoắn nè. Đó, rồi thông số chi tiết nha. Đọt số 3 và 5m3 ISO fan lớn. Cân nặng của cây này á, ngọn trước đây, ngọn của nó là 2 1 ly 8 2 ly. Cây này nặng là 300g đúng. Đây, khoen Fuji nha, bộ khoen này không có nước chân nha nè, bộ khoen không có cái nào nước chân hết. Đó, rồi cây này mã số 13 em bán giá là 800.000 nha. Có cái nắp nè, nắp chụp Fuji số 13 giá 800. Tiếp tục lên cho em cũng là một cái rút mini nha. Cây này là như nó thu gọn tới 55cm nha. Cây này thu gọn 55cm. Cây này hàng carbon cũng rất là mới nè. Đó. Còn rút mini nha anh em. Cây này thì hàng China xuất nha. Bắt máy theo hãng, dọc quen theo hãng của nó luôn. Đó. Hàng China xuất nha. Đây, khoen hãng nắp chụp zin của nó. Đó, có hãng khoen hãng nha. Cây này nè. Caribach. Cứng 25 và 2m1 nha anh em. Cứng 25 và 2m1. Cây này dĩa pho còn rất đẹp nè. Màu xanh xanh. Ngọn màu xanh luôn. Cứng 25. 2m1, rút mini nha anh em. Cây này cân nặng của nó là 150g.
ngọn của nó là 2 ly. Rồi cây này thì mã số 14 em bán giá là 500.000 nha. Mã số 14 giá 500. Tiếp tục lên cho anh em mình có cần hai khúc nha nè, một cái cần hai khúc hai ngọn nữa nè. Cây này hàng Suzumi nó đẹp. Mới chát luôn. Hàng Suzumi, nó là tem nội địa Nhật luôn. Hai ngọn đều cứng 80 hết nha anh em, bắt máy Fuji, khoan Fuji hết. À, cần còn mới chát luôn. Cứng 80 2m4, hai ngọn đều là cứng 80 hết nha anh em. Cây này hàng nội địa Nhật nè, hai ngọn và ngọn là ngọn tháp nha. Khoan Fuji. Nó thay vì một ngọn, em bán vẫn là 900 mà cây này hai ngọn em vẫn ưu tiên giá 900 nha, coi như là mua một tặng một cho anh em mình luôn. Hai ngọn đều zin của nó hết, cần thì mới chát, mới bóc luôn. Thì anh em là chốt ha, tùy hứng em bán nha. Rồi thông số của nó, cây này cân nặng là 403g, là tổng thể của hai ngọn luôn. Nó một ngọn 1 ly 4 với một ngọn 2 ly nha, 12 cây độ cứng vẫn như nhau, cứng 80 hết nha nè. Rồi cây này thì mã số 15, em bán giá 900 nha. Ưu đãi cho anh em mình chốt luôn. Và tiếp tục lên cho anh em mình là một cái cần súp lở nha nè. Súp lở khoan lớn nè. Ok, là màu xanh nha. Anh em là họ phong thủy cái màu xanh lam này thì quốc nha. Cần rất là đẹp. Hay là hàng China nha anh em, sản xuất tại China xuất Nhật nha, bắt máy hãng. Bắt máy hãng và khoan hãng luôn, hãng Rho Mazene nè. Đó, cứng 20, dài 3 mét nha, súp lở nha. Nói chung phôi thì rất là mới, khoan thì không có cái nào lỗi lầm hết. Nè, phôi rất là mới nè, nó nha. Ngọn là ngọn sơn dạ quang màu trắng, ngọn carbon luôn. Rồi cây này hàng carbon nha, cân nặng là 220g, cứng 20 và 3m, ngọn của nó là 2 ly 6. Rồi cây này thì mã số 16, em bán giá 400.000. 400. Tiếp tục lên cho nên mình còn luôn mấy ngang nha nè, còn luôn mấy ngang. Cây này hàng hãng con Gamakatsu nè. Đây Lucy, luôn mấy ngang mà nó liền một khúc nha nè, liền một khúc nha. Cái hàng hãng của Gamakatsu đây, Gamakatsu Sport 554, một khúc nha em. Nó cần nói chung cũng còn rất là đẹp. Đây dài 6 feet là dài 1m8 nè. Nó lùa từ 3/16 với đến 1/2 OZ nha em. Nó tải cá từ 6 đến 12 là bao. Hàng Gamakatsu nó đi Nhật khoen xích nha. Nó khoen xích liền một khúc nha em. Nó có cái chỗ khoen chỗ này nè, nó bị bung chỉ chỗ này ha, nó bị cọ vô đâu nè. Nó bung ở đầu chỉ chỗ này với nó sần sần chỗ này nè nha. Ha, ngoài nước sơn ngoài thôi, là nó sần sần chỗ này nè, nước sơn bên ngoài thôi. Đó, tất cả ok hết, không lỗi lầm hết chân nha nè, không hao hụt, không gãy gì hết. Đó, em test cho anh em nghe. Cân nặng là 133g, ngọn của nó là 2 ly. Rồi, cây lua gamma này mã số 17 em bán giá là 1,5 triệu nha nè. Mã số 17 giá 1,5 triệu. Rồi tiếp tục lên cho anh em mình có cần Nissin nha, cây Nissin hàng hệ nha. Đây cây Nissin lông dài, nói chung nó cũng không có dài lắm nha anh em, cây này thu gọn chắc tầm 1m05. Đó, cây này hàng Nissin mới chát luôn, tem xuất Nhật đây, ở lộn tem nội địa Nhật đây. Nissin Rotax Kiju, cây này mắc tiền lắm nha anh em. Anh đang có tách, anh đang có cha Nissin này vô, có tên là 7m2 nè. Cái trên này là cái chữ vượt cứng này nha nè. Cái dầu vượt cứng nhưng mà không biết cây này nó chỉ tầm 4H thôi nha. Em rút ra hết cần rồi, nhưng mà nó tầm 4H thôi. Nhưng mà thân cận là ghi là vượt cứng nha, 7m2. Đó, nhiều khi anh em mua bên Nhật mà anh em thấy chữ vượt cứng này, anh em nghĩ cứng lắm, anh em mua về sập hầm nè. Đó, em đây cũng vậy nè, em mua về em nghĩ vượt cứng, em nghĩ cũng phải tầm 6H là bèo. Cuối cùng cây này về nó tầm khoảng 4H thôi. Mà phôi nó phôi dày nha anh em, chứ không phải cái dòng là dòng săn hàng nha, săn hàng cảm giác như nè. Thông thường những Nissin nó là phôi nó mỏng dính nè. Cây này phôi dày và chắc tay nha. 7m2. Đó, anh em nào muốn săn cá lớn mà cảm giác cây này nha. Ngọn to. Phôi nói chung là tất cả đầu lóng, không có sức mẻ, không có chạy xước gì hết nè. Cần cũng còn rất là đẹp. Rất là mới, không có lỗi lầm gì hết. Nè. Phôi thì nó không có chạy xước nha, nhưng mình có vít vít sờ vít ố vô tay mình bám nè. Cây này về nếu dụ anh em rửa nước lại anh em sẽ rất là mới. Do em cái tay em nó lau chùi nó dơ, nó bóng bám ố lên trên cần thôi. Ngọn biết to nè, nó vô ngọn to. Cái này săn hàng cứ cảm giác anh em. Nó ngọn rộng biết to, ngọn có 2 ly chứ không nhỏ đâu. Và em test thử tầm khoảng 4H nha. Rồi cây này cân nặng của nó dài 7m2, cứng tầm khoảng 4H, cân nặng là 338g.
nó 338g là phôi, nó dày nha anh em. Cây này ngọn 2 ly luôn, có nóc chụp đồ đầy đủ hết. Cây này mã số 18 mà bán giá 1,9 triệu nha anh em. Cây số 18, cây này bán giá là lỗ tiền ship đó. Em thấy em cân đó em bán lên trung tầm khoảng 1,9 triệu thì em bán giá 1,9 triệu nha. Nó phải chi nó 56H em bán giá phải 2 triệu mấy rồi. Đó em bán 1,9 triệu nha anh em. 7m2 Nissin. Rồi tiếp tục lên cho anh em mình một cái cần sút nha, sút carbon. Một cái cần sút carbon. Composite. Graphia composite gì nè. Đó. Bắt máy Fuji. Made in Korea, cái này sản xuất Korea, xuất Nhật cho anh em, cứng 25 và 4,5 m. Rồi action. Đó, khoen là khoen Fuji. Tất cả khoen Fuji hết. Không có khoen nào nước chân hết nha anh em, cái này khoen đẹp. Pho cũng còn mượt quá trời nè. Nó vẫn có dính dơ, sờn xước nhẹ một vài chỗ nha. Mà tổng thể đây là sờn nhẹ nè. Nó tổng thể là cần pho đẹp nha. Cứng 25 và 4,5 m. Đấy. Súp carbon nha anh em. Rồi. Cây này thì nó cân nặng là 490g. Cứng 25 4,5 m, cây này ngọn của nó là 2,5 ly. Gốc của nó là 30. Cây này mã số 19 đang bán giá là 900 nha. Rồi tiếp tục lên cho anh em mình có cần chia hay chi hai khúc nha anh em. Cây này phen ngoài nè. Hay chi hai khúc. Cây này cũng rất đẹp, hàng carbon nha anh em. Nó bắt mắt Fuji, phen Fuji hết. Cái này hãng con Fuji nữa nè. Nó độ cứng 10 và 16 nha nè. Cái hàng made in China, sản xuất China, xuất Nhật nha. Phen Fuji đó anh em dùng kiếng hay chi đọt nhỏ cảm giác thì cái này nè. Anh thấy không? Còn bé xí nè. Phen rồi một phen Fuji, bắt mắt Fuji nguyên bản hết nha. Và 1m8 độ cứng 10 nè, hai khúc carbon nha anh em. Cây này cân nặng của mình là 105g. Ngọn của mình là 1,1 ly. Rồi cây này mã số 20 bán giá 600. Rồi tiếp tục lên cho em cái cán vợt nha, cái cán vợt cuối cùng hôm nay. Còn cán vợt cũng hơi bị đẹp, cũng hơi bị chất nữa. Cán vợt 3m nè, khá rất là nhiều anh em hỏi kiếm bán vợt 3m. Thì trước giờ cán vợt em về toàn là 3m6, 4m5, 5m4, 6m3 cơ mà. Cây này 3m nè, đúng chuẩn luôn. Ví dụ anh em chú bác nào hôm trước có hỏi em thì cái này nha, cán vợt carbon 3m. Cây này hàng Suzumi nè, và nó thu gọn rất gọn nha anh em. Cán vợt 3m rất là gọn nha. Bon. Nó pho cũng còn đẹp quá trời nè. Nó cây này thu gọn chắc 60, tầm khoảng 70, 72, 75 cm vậy ha. Thu gọn trong khoảng đó. Rang của nó là rang 11. Rồi, cán vợt này mã số 21 em bán giá 500 nha. Góc cũng nhỏ lên nha, góc cũng nhỏ không bự nha. 500, góc có 23. 22.3. Rồi tiếp tục lên cho anh em một cần tay nè. Một cần tay lóng dài, có chế độ zoom luôn. Đó, hàng carbon lóng dài cũng rất là đẹp nha anh em. Tem xuất Nhật đây, cái hàng Suzumi. Hàng Suzumi nè, 9m zoom, 9m rưỡi zoom 9m nha, dòng Super Select. Nè, cái này cũng cái hàng, cũng hàng cao cấp của hàng Suzumi đấy. Có chế độ zoom nè, nó chưa. Để dưới đây nè em, cầu 9m rút ra 9m rưỡi. Đó, mấy cái hàng zoom nó không có cây nào rẻ tiền hết. Hàng carbon nói chung là cây này hàng còn đẹp. Mướt cái nút đầu cần mất nha, tất cả đầu lóng đều đẹp hết, không có bị xước, không có bị găng cưa, không bị nhăm nhăm chân nha. Của xe 360 nè. Đó. Nói chung cây này hàng zin. Nguyên bản của nó hết, phôi sắn phôi bông nha anh em. Carbon sắn phôi bông nè. Đó, phôi cũng còn rất là mới. Rất là mới, rất là đẹp nha, không có chảy xước, không có gì hết, cũng không lỗi lầm gì hết nha. Cũng là hàng nguyên si, nguyên zin bản của nó hết. Còn không biết to luôn nè. Cây này cứng tầm khoảng 5 đến 6H nha nè. Nó đồ bộ xe 36 cứng tầm khoảng 5 6H, có chế độ zoom nha. Hàng Suzumi không đã làm, cần còn đẹp nha. 9,5 m zoom 9m. Rồi cây này cân nặng của nó là 405g nha nè. 405g. Đó, phôi cũng không dày không mỏng nha. Tương đối cây này ngọn của nó là 1,4 ly. Gốc của nó là 30, 29.5, 30 nha. Cây này mã số 22 em bán giá là 2,2 triệu nha. Mã số 22 giá 2,2 triệu. Rồi tiếp tục lên cho anh em mình có cần súp carbon. Cây này hàng của Olympic đây. Đó, cây này hàng Olympic nha. Cây này bắt máy Fuji tem vàng. Bantla là carbon súp 39. Cây này hàng đồ đi Nhật nha.
hãng Olympic và dòng này dòng nội địa Nhật nha. 3m9, cây này cứng bằng khoảng 25 và nó hơi nảy nha, nảy cứng thân nha. Đó, 3m9 cứng 25, phen Fuji có hai cái phen bị nứt nha em. Một cái phen này thì bị nứt nhẹ nè, chứ cái phen trên này nó nứt hai viền nè, nứt một viền với viền trên này dính khác. Lưu ý nha, có hai cái phen chạy nó nứt nhỏ này, về anh em có dán keo rồi anh em câu bình thường nha em. Nè, có hai phen bị nứt chân, hai phen chạy nứt chân nha, cái phen kia không có. Đó, nhớ em nói cái phôi này nè, anh em ra nắng nó đổi màu này nha, nó ra nắng anh em ánh bảy màu lên đó, cái nền nước sơn này nè. Đó, cái lóng gốc mà trong thân nó có ngay cát này, nó sọt sọt mà anh em về anh em rửa giùm em. Nó phôi cũng còn rất đẹp nha anh em nè, phôi zin, hàng zin của nó nói chưa, hàng zin của nó luôn, cứng 25 và 3m9 sub carbon Olympic nội địa Nhật, cân nặng 358 gram, ngọn của nó là 2,5 ly. Rồi cây này thì mã số 23, em bán giá là 800 nha anh em. Rồi tiếp tục lên cho anh em mình có cần rút phen lớn nha. Cây này là nói chung về cái độ cứng và thông số nó hơi bị hiếm nha. Trước em về được một cặp bán cây em còn cây nè. Shimano. Rút phen lớn nha. Hori Boson. Bắt máy Shimano Fuji chính hãng nè. Cây này độ cứng 100 và 3m9 nha. Hàng made in Korea, sản xuất Korea xuất Nhật nha. Shimano Genkai. Cứng 139 nha, T. Đó, chỗ này với sần này về anh em đánh cana nó sạch luôn nè. Đó, phen này phen Kusik. Có đường vị khoen nha. Đó, phen Kusik và cây này nó bị thay đầu bu rồi nha anh em. Bên Nhật nó thay sẵn nha. Khoen thì không có nước chân, không có gì hết, chỉ có bị thay cái đầu bu thôi. Nè, dẫu cái đầu gốc này nó bị xước nước sơn này nha. Xước nước sơn nhâm nè. Đó, còn phôi trên này thằng đẹp. Mấy cái vết sờn trắng này là sờn nước sơn, anh em về anh em đánh cana là ra hết luôn á. Này là sờn nước sơn. Phôi trên còn đẹp nè. Ngọn là có định vị như nè, định vị khoen nè. Định vị khoen nè, thấy chưa? Đó, đặc biệt là cứng 139, thông số rất là đẹp nha anh em. Rồi cây này cân nặng của nó là 370 g. Ngọn của nó là 2,8 ly, gần 3 ly. Rồi cây này mã số 14 bán giá 2 triệu nha. Cây hôm trước đủ khoen thì em bán khoen nó không có bị thay bu á, thì 2,4 triệu. Cây này thì thay bu bán giá 2 triệu nha. Rồi tiếp tục lên cho anh em một cần lua mới đứng nha anh em. Một cái cần lua mới đứng hàng carbon nha. Đây cắn mút liền đây. Đó, cần lua mới đứng bắt mắt Fuji. Theo Fuji nha, hãng con ABE Special. Hãng made in Korea, sản xuất Korea xuất Nhật nha. Đó, nó dài 2m1 nè. Size M giá lua từ 7 đến 28 gram, tải cá từ 8 đến 20 là bao nha anh em. Đó, cây này phô cũng rất là tốt nha, phen Fuji. Đó, Fuji. Đó, mấy chỗ này nó có dính dơ nha nè, cần nó có sờn nhẹ đó, tổng thể cần vẫn còn đẹp nè, màu trắng trinh, ngọc trinh nè. Đó, 21 bay đứng ở size M nha nè, giá cực kỳ êm luôn. Phôi này nên về chơi tốt, rất là tốt, cân nặng 129 g. Cây này ngọn của nó là 1,8 ly. Cây này mã số 25, em bán giá là 700 ngàn nha nè, 21. Rồi tiếp tục lên cho anh em được cần Cholin nha nè. Cần Cholin cắm gốc nha. Đó, một cây Cholin cắm gốc này nữa chưa. Nè, cái gốc có cái cùm sẵn này nha, em để cái cùm cho anh em luôn. Mà khỏi mua cái cùm này, thấy gì cái cùm anh em mua có 200-300 ngàn cái cùm này á. Anh em chuyên biển á, không có rẻ đâu. Đó. Gốc này ha. Đây. Này cắm vô gốc có cái ngàm gài nữa chưa. Đó, cây này Cholin cứng 400 và 2,1 nha anh em, 2 power rod. Cái hãng thì không biết, nó chỉ ghi vậy thôi. 2 power rod nè, độ cứng 400. 2,1 nha anh em, cắm gốc Cholin, phen Fuji biển nè. Đầu bu rồng rọc nha. Đó, thân thì nói chung mình có sờn ngoài da nè. Nhưng ngoài da nó không ảnh hưởng đâu. Cái cây này cho lên thì cứng như cây rồi. Cứng 400 quá trời cứng mà. Dài 2m1 nha nè. Cây này chắc khỏi đo cân nặng này, cân nặng cũng khiếp rồi. Cây này nó cân nặng luôn cái cùm á là 1,250 kg nha nè. Luôn cái cùm này luôn nè, là 1,250 kg và cái ngọn của nó là 10 ly. Cũng khiếp, Cholin quýnh hạng nặng nha nè. Anh em nào muốn quýnh về cẩu cá mập gì đó, quýnh cây này nha, Cholin. Đó, cây này thay vì người ta bán 2 triệu thì em bán giá 1 triệu 2 nha, mã số 26. Em bán giá của mình 1 triệu 2 nha, người khác bán 2 triệu 3 triệu gì đó thì em bán 1 triệu 2 cho Cholin. Rồi cây cuối cùng trong video hôm nay gửi đến anh em mình cái cần lưu hệ nha nè, cái này hàng Daiwa nè. Cần lưu hệ luôn cái hộp nha. Daiwa Pacific Phantom. Nè, giá 23.000 yên này nha. 23.000 yên cũng phải 4 triệu 6, 4 triệu 7 gì đó. Xích nè, thông số đây.
7 feet là 2m1, size là size UL nha anh em. Cần UL 2 khúc là lua 5 đến 14 g và nó tải cá từ 4 đến 10 là bao ha. Đó. Cái bao cần trong đây còn đầy đủ hết. Cần rất là mới. Đó, bao cần đầy đủ trong này hết nè, cần đẹp da kiêu. Đây. Cần đẹp cực kỳ luôn ha, Pacific Phantom. Đai qua chính hãng, một màu vàng gold. Phen xích. Tất cả phen xích hết, cần còn rất là mới nè. Không lỗi lầm không gì hết nha, thông số nãy báo cho anh em mình rồi. Pacific Phantom. UL nha anh em, cái này size UL nha. Đó, đai qua, cái này hàng made in Taiwan, sản xuất tại Taiwan và xuất Nhật, thông số nãy báo cho anh em mình rồi. Cần phen xích. Đẹp cực kỳ nha nè, đó tất cả nguyên năm nay. Để em báo cân nặng luôn chứ, này nãy chưa có cân nặng. Cân nặng của nó là 135 g, dài 2m1, ngọn của nó là 1.5 ly, 1.6 ly. Rồi cây này thì mã số 27, mã số cuối cùng hôm nay thì bán giá là 1.8 triệu nha anh em, khổ phải bỏ 4.6 triệu ra mua gì hết. 1.8 triệu của cái cần gần như là mới, full hộp đầy đủ hết, nắp hộp đầy đủ hết nha, không thiếu gì luôn. Đó là tất cả những món hàng hôm nay, thì anh em nào chốt đơn vui lòng chốt qua số điện thoại hoặc Zalo của em là 0919192035, em tên Nghiệp nha. Rồi xin chào các quý anh em mình, hẹn gặp lại quý anh em trong những video tiếp theo. Xin chào.